Chào mừng Kem đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kem cùng theo dõi môn công nghệ lớp 4 trang 62 đến trang 67. Sách Chân Trời Sáng Tạo, bài 9, Em Làm Diều Giấy. Thì mục tiêu của bài học này đó là chúng ta làm được diều giấy phù hợp với lứa tuổi theo hướng dẫn, tính toán chi phí cho một chiếc diều giấy tự làm. Số 1 nhỏ, tìm hiểu sản phẩm mẫu. Quan sát sản phẩm mẫu và nêu các bộ phận chính của diều giấy. Như vậy các em sẽ quan sát các sản phẩm mẫu diều giấy ở đây. Thì chúng ta thấy các bộ phận chính của diều giấy là gồm có thân diều nè, rồi cánh diều, rồi đuôi diều. Đuôi thì ở đây có đuôi ngắn và đuôi dài. Rồi tiếp theo nữa là dây diều. Tiếp theo hai nhỏ, yêu cầu sản phẩm. Thì diều có kiểu dáng và kích thước theo hướng dẫn. Các mối ghép và dáng trên thân đều chắc chắn, diều cân bằng và bay được trong điều kiện có gió, trang trí đẹp. Rồi tiếp theo số 3 nhỏ, vật liệu và dụng cụ. Các em hãy sử dụng vật liệu và dụng cụ dưới đây để làm diều giấy. Gồm bút chì, thước kẻ, kéo cắt giấy, sáp màu, keo dán giấy, băng dính. Như vậy các em sẽ sử dụng những vật liệu và dụng cụ này để làm diều giấy. Rồi tiếp theo, giấy màu thanh tre cuộn dây. Số 4 nhỏ, thực hành làm diều giấy. Thì các em hãy cùng các bạn làm diều giấy theo hướng dẫn dưới đây. Đầu tiên mô tả bước 1, các em sẽ cần chuẩn bị là cắt một cái tờ giấy màu có kích thước là 30 x 30cm x 30cm để làm thân diều. Rồi tiếp theo cắt hai hình chữ nhật có kích thước là 2 cm x 25 cm để làm cánh diều. Rồi tiếp theo là cắt hai hình chữ nhật có kích thước là 2 cm x 40 cm để làm đuôi ngắn ở hai bên. Rồi tiếp theo nữa là cắt một hình chữ nhật có kích thước là 3 x 60 cm để làm đuôi dài ở giữa. Rồi cuối cùng là hai thanh tre có kích thước là 45cm và 55cm để làm khung diều. Bước 2, làm thân diều. Thì các em sẽ dán thanh tre dài 45cm bằng băng dính theo đường chéo của tờ giấy màu có kích thước 30 x 30cm để tạo xương sống diều. Rồi tiếp theo các em sẽ dùng dây buộc vào hai đầu thanh tre dài 50cm hình tạo hình các cánh cung, rồi dán hình cánh cung lên xương của sống của diều bằng dính. Rồi bước 3, làm đuôi diều. Thì các em sẽ dán hình chữ nhật có kích thước 3 x 60cm và hai hình chữ nhật có kích thước 2 x 40cm vào cuối xương sống để diều. Để tạo cái đuôi diều. Rồi dán lần lượt hai hình chữ nhật có kích thước 2 x 25cm để làm cánh diều. Bước 4 là các em sẽ dùng kéo tạo hai lỗ nhỏ nơi hai cái thanh tre giao nhau để luồn một sợi dây dài 40cm và buộc chặt vào điểm giao của hai thanh tre. Rồi từ cái góc đuôi của diều lên 7cm thì các em tạo hai cái lỗ nhỏ hai bên xương sống diều, luồn dây vào và buộc chặt, buộc đầu dây lên sợi dây vừa tạo. Rồi bước 5, trang trí và kiểm tra sản phẩm, trang trí thân diều theo ý thích, rồi kiểm tra diều sau khi đã làm xong. Tiếp theo số 5 là tính toán chi phí làm diều giấy. Thì các em hãy tính toán chi phí mua vật liệu để làm một con diều giấy như mô tả dưới đây.
Vật liệu giấy màu, hình minh họa số lượng là 3 tờ, đơn giá là 1.000. Như vậy 3 tờ là bao nhiêu, thành tiền là bao nhiêu? Như vậy 1 tờ 1.000, đơn giá là 1.000, số lượng 3 tờ. Như vậy giấy màu thì tổng thành tiền là 3.000. Rồi tiếp theo, thanh tre thì số lượng là 2, đơn giá là 2.000. Như vậy 2 thanh là thành tiền là 4.000. Rồi tiếp theo, cuộn dây 20.000. Như vậy 1 cuộn là 20.000. Rồi tiếp theo, các chi phí băng dính, keo dán, sáp màu, vật liệu khác. Tổng chi phí thì các em sẽ cộng vào. Rồi, luyện tập, em hãy sắp xếp những hình dưới đây theo đúng thứ tự các thao tác làm diều giấy. Như vậy các em quan sát, hình A là gắn đuôi diều vào cánh diều, hình B là gắn dây cho diều, hình C là trang trí cho diều, hình D là đo vẽ và cắt các bộ phận của diều làm thân diều. Như vậy các em hãy sắp xếp lại các hình này theo đúng thứ tự thao tác làm diều. Thì đầu tiên làm diều là chúng ta phải đo vẽ và cắt các bộ phận của diều. Như vậy thứ tự đầu tiên là hình D. Rồi sau khi đo vẽ cắt các bộ phận của diều thì chúng ta sẽ làm thân diều, hình E. Làm thân diều xong thì chúng ta sẽ gắn đuôi vào cánh của diều, hình A. Rồi gắn dây cho diều, hình B. Và cuối cùng là trang trí cho diều, hình C. Rồi vận dụng một nhỏ, em hãy chọn một trong những mẫu diều minh họa dưới đây để làm một chiếc diều giấy theo các bước đã học. Như vậy ở đây chúng ta có 4 mẫu diều minh họa thì các em sẽ chọn một chiếc để mà chúng ta làm theo. Rồi tiếp theo, hai nhỏ, em hãy cùng bạn chọn vị trí phù hợp để thả diều, tự làm và đánh giá sản phẩm bằng các tiêu chí sau. 1. Tiêu chí diều có kiểu dáng và kích thước theo mẫu đã chọn. Thì các em sẽ đánh số sao vào 1 sao, 2 sao hoặc là 3 sao. Thì các em sẽ xem cái sản phẩm của mình có đạt hay chưa. 2. Là các mối ghép và dán trên thân diều chắc chắn. Rồi 3. Diều cân bằng và bay được trong điều kiện có gió. 4. Là trang trí đẹp. Rồi cuối cùng phần ghi nhớ, diều giấy được làm theo các bước sau: 1. Chuẩn bị vật liệu dụng cụ, 2. Làm thân diều, 3. Làm đuôi diều, 4. Gắn dây cho diều, 5. Là trang trí và kiểm tra sản phẩm. Khi làm diều giấy thì em cần chọn vật liệu thân thiện với môi trường như giấy thủ công, giấy báo, que tre, dây dù, đảm bảo an toàn trong khi thực hành làm diều giấy. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn công nghệ lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Diêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.